Xin kính chào quý vị và các bạn. Phương Thủy rất vinh dự khi luôn được đồng hành cùng với quý vị trong phần bản tin của kênh Tin Mới. Và chúng tôi với đội ngũ biên tập viên vô cùng chuyên nghiệp, luôn tự hào là kênh đưa tin nhanh nhất và chính xác nhất. Ngày hôm nay đã có những thông tin đáng chú ý nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 18 tháng 7 năm 2023. Thưa quý vị, lở núi đá cộng với mưa bão đánh tan mọi thứ chìm xuống dưới đáy của dòng sông Dương Tử. Giàu nghèo cũng như nhau, cái chết như không chừa một ai. Thảm họa mang tên sập mỏ vàng với hàng trăm người bị thiệt mạng mỗi ngày. Tại các mỏ vàng được khai thác một cách thủ công ở Trung Quốc, khi người dân vì mưu sinh, vì kế sinh nhai, vì khát vọng đổi đời đã bất chấp tất cả tính mạng dưới những cơn mưa bão, lũ lụt, sạt lở luôn rình rập mỗi ngày. Diễn biến của những sự kiện đang làm xôn xao, bàng hoàng dư luận này ra sao? Mời quý khán thính giả cùng tìm hiểu với chúng tôi trong bản tin thời sự ngày hôm nay. Thưa quý vị, sau những cơn mưa bão, lũ lụt triền miên thì mới đây, một vụ thảm họa sạt lở đất kinh hoàng cũng đã xảy ra, khiến cho ít nhất 151 người thiệt mạng. Khi mà một dãy núi ở miền nam của Trung Quốc bất ngờ đổ sập sau những cơn mưa không ngừng. Theo South China Morning Post, khoảng 151 người được cho là đã thiệt mạng và gần 100 người khác cũng bị thương khi một dãy núi khai thác vàng gần phía nam thuộc tỉnh Vân Nam, giáp danh với các tỉnh phía bắc của Việt Nam. Một tổ chức phi chính phủ trong lĩnh vực khai khoáng ở địa phương cho hay có 151 người phần lớn đều là thanh niên đã ra đi khi ôm giấc mộng đổi đời trong việc khai thác mỏ vàng tại khu vực trên, vốn đã thu hút rất nhiều người đến để tìm vận may. Được biết, mỏ vàng này đã nổ sau khi một người dân làm dẫy tình cờ phát hiện được một cục đá lớn bên trong chứa đầy vàng. Khi ông ta xem rửa sạch trong dòng suối và điều này đã khiến ông ta trở thành triệu phú chỉ sau một đêm. Các bức ảnh và video trên mạng xã hội cho thấy có hàng trăm người trên sườn đồi xung quanh lối cất đường hầm ra vào, trong đó có tiếng của một số người than khóc kêu gào. Những ngày tháng gần đây, Trung Quốc không ngừng hứng chịu mưa bão, thiên tai và giờ đây, các vụ tai nạn thương tâm vẫn thường xuyên xảy ra ở các mỏ vàng khai thác thủ công không được kiểm soát ở Trung Quốc. Với hàng trăm người chết mỗi ngày sau những cơn mưa tầm tã gây sạt lở đất tại các mỏ vàng trên ăn sâu trong lòng đất vô cùng nguy hiểm mà phần lớn người dân đều bất chấp cả tính mạng của mình để tìm kế sinh nhai, vì cuộc sống mưu sinh cũng vì nuôi hy vọng đổi đời. Trước đó, thảm họa mưa bão lũ lụt ở các tỉnh, thành phố phía Nam khiến cho 53 con sông có mực nước vượt mức cảnh báo kể từ đầu tháng 8 cho đến nay. Tại 8 tỉnh của Trung Quốc gồm Quảng Tây, Quảng Đông, Phúc Kiến, Chiết Giang, Hồ Nam, Quý Châu, Vân Nam, cứ vào mùa mưa lũ, khi mưa trút xuống mạnh nhất từ trước đến nay xuống các khu vực trên, làm cho 53 con sông có mực nước vượt mức cảnh báo. Chưa kể, con sông mẹ là dòng sông Dương Tử, nơi tọa lạc của con đập Tam Hiệp có thể vỡ toang bất cứ lúc nào. Mưa lũ cũng khiến cho nhiều nhà cửa, đất đai đều bị ngập chìm trong dòng nước lũ mênh mông, cùng vô số người bị mất tích. Theo thông tin từ Cơ quan Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc, trong 3 ngày tiếp theo sau đây sẽ có mưa lớn hoặc mưa cực lớn. Ở những nơi như đồng bằng Châu Giang, Quảng Đông, mưa lớn vẫn sẽ tiếp tục. Ở những nơi khác như Giang Nam, Hoa Nam và một số vùng sẽ có mưa to và bão. Tuần tới, mưa sẽ di chuyển về phía Bắc, khu vực giữa và hạ lưu dòng sông Dương Tử sẽ bước vào đợt mưa mới đầu mùa. Cũng trong tháng này, Vĩnh Châu, Hồ Nam, mưa bão đã khiến cho 78 người chết và 164 người thiệt mạng. Trước đó, một cơn mưa lớn đã xảy ra tại huyện Giang Khoa, một huyện khu tự trị dân tộc Dao ở Vĩnh Châu, Hồ Nam. Theo thống kê sơ bộ, toàn huyện có tổng cộng 8 thị trấn và 20 thôn đã bị nước lũ ngập tràn, khiến cho quốc lộ 207 bị gián đoạn, 30.000 mẫu thuốc lá sấy và 7.000 mẫu lúa nước bị ảnh hưởng. Theo thông tin của huyện Giang Khoa, từ 23 giờ đêm ngày 17 tháng 7, huyện này đã hứng chịu trận lũ lụt lớn nhất trong vòng 40 năm qua, với lượng mưa lớn nhất lên đến hơn 250mm và 21 trạm có lượng mưa hơn 300mm. Vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày 18 tháng 7, địa phương đã đưa ra phản ứng khẩn cấp phòng chống lũ lụt cấp 1. Lũ lụt đã khiến cho 5.000 nhà cửa ở hai bên bờ sông đã bị ngập úng hoàn toàn. Một số lớn ngôi nhà dọc theo con sông ở thị trấn Đà Giang, một cây cầu 100 tuổi đã bị ngập lụt. Và lúc 1 giờ sáng, mực nước dâng lên cao nhất đã khiến cho 3/4 cây cầu bị ngập hoàn toàn. Cũng trong sáng ngày 18 tháng 7, mưa bão ở Quảng Tây đã làm đá rơi và đường hầm sụt lở. Trong ngày 17 tháng 7, mưa to đến mưa rất to cũng đã xảy ra ở nơi này. Quế Lâm, Liễu Châu, Hạ Trị, Lai Tăng, Hạ Châu và một phần của miền Bắc Ngô Châu ở khu tự trị dân tộc Trung An, Quảng Tây kèm theo với sóng gió mạnh cuồng phong. Theo thông tin từ Đài khí tượng Quế Lâm, vào sáng ngày 17 tháng 7, Đài quan sát khí tượng thành phố Lệ Phô đã đưa ra hai loạt cảnh báo đỏ.
Còn trạm khí tượng huyện Vĩnh Phúc thì liên tiếp đưa ra cảnh báo đỏ đến 4 lần. Hiện tại, mưa lớn đã gây ngập úng vô cùng nghiêm trọng ở nhiều nơi. Theo dự đoán của Cục Thủy văn Dương Sóc, vào ngày 18 tháng 7 sẽ có một trận lũ cao hơn so với mực nước cảnh báo là 2,09m. Tại khu vực sông Lệ Giang, vào sáng ngày 18 tháng 7, mực nước của sông Liễu, thành phố Liễu Châu, Quảng Tây cũng đã tăng vọt. Mực nâng cao nhất của trạm thủy văn Liễu Châu là 82,93m, vượt quá mực nước cảnh báo là 1,43m. Các con đường ven sông hoặc gần các khu dân cư và các cửa hàng, đường giao thông đều bị ngập lụt. Tuyến sinh hoạt của cư dân đã bị ảnh hưởng vô cùng nghiêm trọng. Trong chiều cùng ngày, do mưa lớn liên tục, một vụ sập sạt lở đất đã xảy ra gần lối ra của đường hầm số 4 thuộc đường cao tốc Sang Côn, Hà Trì, Quảng Tây. Một tảng đá lớn đã lăn xuống gần lối ra của đường hầm, gây cản trở giao thông. Tai nạn bất ngờ đã đè bẹp một chiếc xe tải 6 số. Lượng mưa lớn liên tục ở Quảng Tây cũng đã gây ra hiện tượng lũ lụt và thảm họa, khiến cho 88.000 người bị ảnh hưởng, 961 hộ và 1.200 căn nhà bị sập, 21 người bị thiệt mạng và bị sét đánh. Diện tích cây trồng bị ảnh hưởng lên đến 14.525 ha. Trong số này, thị trấn Dương Sóc và các huyện khác ở Quảng Tây đã bị ngập hoàn toàn. Theo dự báo của Cục Khí tượng, lượng mưa lớn ở Quảng Tây sẽ không chỉ tiếp diễn mà còn gia tăng trong vài ngày tới. Và chúng tôi cũng như ban biên tập sẽ liên tiếp theo dõi để cập nhật gửi đến quý vị khán thính giả và các bạn khi chúng tôi có được những thông tin mới nhất. Trung Quốc báo động toàn quốc khi tình hình hỗn loạn đang diễn ra ở Hà Nam, Trung Quốc. Hàng triệu người quyết định khăn gói lên đường tìm nơi tránh trú khi mà các cơn bão liên tục hoành hành Trung Quốc. Các phóng viên của chúng tôi thường trú bên Trung Quốc cho hay, chính quyền địa phương đã không thể ngăn cản dòng nước quá đông tìm đến biên giới Lào, mong được vượt biên sang các nước lân cận để sinh sống. Vì họ biết rằng Trung Quốc mới chỉ bước vào mùa mưa lũ, nên những cơn bão đầu mùa này được cho là điềm báo khiến họ phải tháo chạy. Nếu không cảnh tỉnh thì ngôi nhà cùng với mọi thứ của họ sẽ bị lũ cuốn trôi. Và mới đây chỉ là cơn bão số 4 trong năm nay. Còn cơn số 5, số 6, số 7, số 8, số 9 thì chúng tôi không thể nào chống cự được mất. Thưa quý vị, tình hình mưa lũ ở Trung Quốc vẫn tiếp tục căng thẳng khi vào ngày 17 tháng 7, cơn bão siêu mạnh mang tên Gata tiếp tục ập vào phía Trung Quốc từ Biển Đông, khiến cho thủ đô Bắc Kinh ngập chìm trong biển nước lũ, trong đó quảng trường Thiên An Môn ngập hết đến 3 mét. Điều này đã khiến cho người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, có lệnh phải đi bằng máy bay trực thăng đến tòa nhà Quốc hội để họp gấp với các ban ngành, bộ ngành của đất nước này trong một tình trạng hết sức khẩn cấp. Truyền thông nhà nước Trung Quốc cho biết cơn bão số 4 chưa tan hết thì cơn bão Gata lại xuất hiện đổ bộ vào Trung Quốc, khiến cho giới chức của đất nước này bị tê liệt. Đặc biệt là khu vực Bắc Kinh, đường phố, cầu cống bị đánh sập, nhà cửa bị cuốn trôi và bị hư hỏng nặng. Nhiều tuyến đê bao xung quanh thủ đô Bắc Kinh bị vỡ, khiến cho hơn 1.698 người dân của đất nước này phải sơ tán gấp vào rạng sáng ngày 18 tháng 7. Được biết, cơn bão Gata được hình thành ngoài khơi Biển Đông, giáp với quần đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Sức gió của cơn bão mạnh tới cấp 12, giật cấp 13, khi đã quét qua thành phố như Thượng Hải, Quảng Đông, Quảng Tây, Vũ Hán, Hồ Bắc, Tứ Xuyên. Nó đã làm tan nát một cảng biển khiến cho ba con tàu hải cảnh của phía Trung Quốc chìm xuống đáy Biển Đông. Và đây người ta cho rằng nhân quả báo ứng đang đổ lên chính quyền ông Tập Cận Bình vì thời gian vừa qua chính quyền của ông ta đã quá lộng hành ở ngoài Biển Đông nên bây giờ thiên nhiên mới nổi dậy để trừng phạt Trung Quốc. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do hoàn lưu của bão số 3 chưa hết, cộng thêm cơn bão số 4 đã khiến cho bầu trời Trung Quốc liên tục bị tối sầm, gió to, sóng lớn liên tục xảy ra. Vì thế mà nhờ lũ quét, lũ ống đã xuất hiện khiến cho nhiều thành phố bị cô lập, thiệt hại ước tính khoảng 130 tỷ nhân dân tệ. Và đây là con số thiệt hại vô cùng to lớn đối với cả Trung Quốc trong lịch sử. Hiện chính quyền của ông Tập Cận Bình không biết phải xử lý ra sao khi lũ quét từ thượng nguồn con sông Dương Tử và con đập Tam Hiệp vẫn tiếp tục đổ về hạ lưu, khiến nhiều khu vực phía nam của đất nước này bị phong tỏa. Nhiều người dân của Trung Quốc bây giờ không biết phải chạy đi đâu bởi vì biên giới của Myanmar, Miến Điện, Triều Tiên và Nga đều đã đóng cửa, không cho người Trung Quốc vượt biên trái phép sang. Khu du lịch Vạn Lý Trường Thành, nơi người dân từng chạy lên để tránh trú này đã quá tải. Và đứng trước tình cảnh đó, ông Tập Cận Bình kêu gọi các nhà khoa học của Trung Quốc hãy phát minh ra những con robot để có thể khống chế được mưa bão. Tuy nhiên, ý tưởng của ông Tập Cận Bình ngay lập tức đã bị nhiều quan chức của đất nước này bác bỏ. Bởi vì quan chức của Trung Quốc cho rằng đến Mỹ, Nga, Nhật Bản là một trong những nước tiên tiến của thế giới còn phải chịu đầu hàng trước thiên nhiên và dịch bệnh. Chưa nói gì đến Trung Quốc,
một đất nước chỉ giỏi đi xâm chiếm lãnh thổ, lãnh hải của các nước khác trong khu vực và đi ăn cắp quyền sở hữu trí tuệ của thế giới, thì làm sao có thể phát minh ra con robot để chống chọi lại với cả mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời? Đây chính là lý do mà sao Trung Quốc liên tục bị mưa bão hoành hành trong những ngày qua. Vâng, thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!